Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Ai rồi cũng phải dọn dẹp cả thôi của tác giả Monet Monet. Và mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bất kể bạn là tuýp người chăm chỉ, ưa sạch sẽ hay không, hãy thử bắt đầu nghĩ về cảm giác lúc bạn bước vào một căn nhà thoáng đãng, thơm mát vừa được dọn dẹp. Lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Hoặc đơn giản hơn, hãy hình dung về một ngày bất kỳ, bạn đang ngồi trong một căn phòng mà bạn vẫn sống bao lâu nay và bỗng nhiên bạn nảy lên ý nghĩ, mình phải dọn dẹp thôi. Đã rất nhiều lần mình phải trải qua cảm giác như vậy, cảm giác mà chỉ mới vài phút trước còn vứt gói bim bim ăn dở ra sàn nhưng bỗng muốn bật dậy, gom những đồ đạc ngổn ngang xếp vào một góc, đem những thứ rác rưởi cho vào thùng, buộc chặt túi và mang đi. Có những lúc khác cũng là cảm giác đó, mình được thôi thúc để đem bộ chăn ga lâu ngày đi giặt, thay mới bằng một bộ khác đang nằm im trong tủ quần áo. Và cũng có những lúc mình lôi hết những bộ quần áo, những chiếc thước kẻ, bút bi, giấy lộn v.v. không còn dùng đến nữa, gom lại, đi cho, đi thanh lý hoặc là vứt bỏ. Mình lui cui dọn tới dọn lui, nằm bò ra sàn để cọ sạch từng vết bẩn, hì hục hút lông mèo vương trên ghế sofa to bự, tháo rèm đem lên tiệm giặt là. Vừa làm vừa mệt bở hơi tai, vừa thắc mắc là tại sao không gọi cô Lan giúp việc lên làm một loáng là xong nhỉ? Nếu cô Lan lên làm, nhà vẫn sẽ sạch, vẫn sẽ thơm, thậm chí còn gọn gàng rất nhanh và đúng ý mình. Nhưng không, nếu cô Lan làm, mình sẽ không bao giờ chạm tới cái cảm giác thỏa mãn như lúc tự tay dọn dẹp. Cái cảm giác như là vừa làm xong một bài toán khó, vừa trả deadline và hoàn toàn hài lòng với kết quả của mình. Vừa leo lên đỉnh của quả đồi sau nhà, hay là cảm giác khoan khoái như là vừa chạy bộ liên tục suốt 7 cây số vậy. Mình sẽ nằm ra sàn, lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm lời bài hát đang chạy ngẫu nhiên trong list dọn nhà mà mình tự tạo trên Zing hoặc là Spotify, hít hà mùi hương của nước lau sàn, hương biển thơm mát và nằm nghĩ về một bữa ăn sắp tới. Cái cảm giác đấy thỉnh thoảng phê như là hất cùn, nhưng mà chọn được đồ ngon vậy, vừa sướng, vừa dễ chịu, vừa bay bay, vừa vô thức cười không thể nào mà ngậm miệng được. Còn bạn đã trải qua cảm giác đấy chưa? Mình thì không phải là một đứa chăm chỉ cho lắm, thậm chí là còn hay lấp liếm cơ. Mình tấp đồ đạp vào một góc để khuất mắt trông coi, hay là bị bà nội mắng vì lượm thuộm, bừa bộn, và cũng hay cợt nhả với bà rằng: "Bà ơi, bạn học đứa nào mà lộn xộn thì chứng tỏ rằng là nó rất thông minh đấy bà ạ." Thế nhưng mà sống lâu trong một căn phòng, nếu hàng ngày chỉ biết việc đem về những món mới, xả rác hay tích tụ những đồ đạc cũ chẳng mấy khi đụng đến, thì bạn sẽ thấy bí bách vô cùng. Ngày 1, ngày 2 sẽ thấy không sao, nhưng mà chỉ cần 1 tháng, chỉ biết nạp vào liên tục như vậy thì mình sẽ không sụt xịt vì viêm mũi dị ứng thì cũng dễ cáu bẳn hơn rất nhiều. Mình rất thích phương pháp dọn dẹp của chị Kondo Mary. Mỗi khi dọn và vứt một món đồ, mình sẽ nói lời biết ơn với nó. Mình vứt bỏ không vì mình ghét nó, mà vì mình biết cả hai đã đi xong một chặng đường, giờ là lúc nhường chỗ cho những người bạn khác phù hợp hơn. Sau này, khi mình thực hành buông một điều gì, mình cũng bắt đầu bằng sự biết ơn, trân trọng, rồi mới chào tạm biệt nó. Là một đứa chật vật với việc giảm cân suốt mấy năm, mình đã rất tâm đắc câu "You are what you eat", tức là bạn chính là những gì mà bạn ăn vào. Ừ thì mình đồng ý cả hai tay về câu nói đó, nhưng mà dạo gần đây lại thấy muốn bổ sung thêm. Mình không chỉ là những gì mình ăn, mà còn là những gì mình uống, mình hít vào, mình nhìn thấy, mình cảm nhận, mình nghe, mình đọc, mình nói, mình xem, vân vân. Mình là tất cả những người mà mình gặp gỡ, là bài hát mình nghe, là cái cây mình vẫn nhìn mỗi lúc đi làm, là bộ quần áo mình mặc. Nếu xem bản thân là một căn phòng, không biết mỗi ngày mình đã đem vào đó bao nhiêu món đồ mới. Mỗi tin tức mình đọc, mỗi bữa mình ăn uống, mỗi người mình tương tác, mỗi cảm xúc xuất hiện đều là một món đồ mới mà mình thu nạp vào, dồn đống lên trong ngôi nhà đó. Mình nói dồn đống là vì mình vẫn thường đem về, đặt đó mà không có thời gian để sắp xếp, mặc chúng chạy đến đâu thì chạy. Có những cái lơ lửng trên bề mặt mình hay nghĩ đến,
như là tập mới nhất của Hướng Dương Ngược Nắng, vị ngon của miếng thịt bò nướng tối qua hay là clip TikTok hướng dẫn cách làm bánh canh gậy vừa xem. Một số cái gây ấn tượng sâu đậm đến mức dù nó đã được xuất hiện từ rất lâu, mình vẫn nhớ về đầy sống động. Mình chưa bao giờ quên được khung cảnh ông nội mất. Chưa bao giờ quên được ngày mình gọi Dượng là ba. Cũng chưa bao giờ quên được hôm mà mình gặp lại mẹ sau nhiều năm. Chúng ta nhét vào ngôi nhà của chính mình thật nhiều mong mỏi, thật nhiều ghét bỏ, thật nhiều hình ảnh. Và số nhiều trong số chúng thật ra đều rơi vào chiếc kho ở ký ức. Có những cái nằm ngoài, có những cái nằm trên rất khó kiếm, nhưng cái nào cũng ở đó, dù thấy hay không thì vẫn vô tình chiếm dụng không gian, vô giá trị và làm chúng ta cảm thấy nặng nề như sống lâu trong một căn hộ chẳng ai dọn dẹp. Các cụ hay nói bói ra ma, quét nhà ra rác, phần lớn những đồ đạc chúng ta cất trữ và những điều chúng ta lưu lại trong tâm trí mình thì đều là rác. Khi bắt tay vào dọn dẹp, mình luôn có một cảm giác ngại ngại, ngại vì mệt, vì sợ phải hít phải bụi bẩn, khó chịu vì lôi ra những thứ vô dụng, nhưng bù lại, làm xong thì toàn thân thấy nhẹ nhõm, dù đó là buổi dọn dẹp nhà cửa, nơi làm việc hay là tâm hồn. Hồi mình đọc cuốn Sức khỏe trong tay bạn của cô Bích Hà, mình nhớ mãi câu, ai cũng cần thải độc, dù ăn sạch đến đâu, chúng ta không thể truy xuất 100% nguồn gốc đồ ăn đến cả hạt giống đất trồng. Có bao nhiêu khâu trước khi một món ăn lên đến miệng chúng ta, và tương tự, chúng ta chẳng thể nào tránh mãi những tình huống độc hại. Bạn không bị nhiễm độc bằng đồ ăn thì cũng có thể nhiễm bằng nước uống, bằng không khí vì cơ thể bạn đơn giản không tiêu hóa được một số chất nào đó chẳng hạn. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần detox, nhưng detox thì là điều cần thiết. Detox thân, tâm, trí hay dọn dẹp chính mình là điều mà ai rồi cũng phải làm, dù theo cách này hay cách khác. Nó như là một phần cuộc sống rằng chúng ta không thể cứ thế sống mà chẳng dọn nhà. Việc tắm rửa thường xuyên, ngâm nước nóng, dọn dẹp không gian sống, thải độc cơ thể là điều mà ai cũng biết. Vậy nên mình sẽ không nói nhiều về việc dọn dẹp thân. Mình chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình là hãy bắt đầu chậm rãi từng chút một. Nếu bạn lười, hãy thuê một người giúp việc, dù người thân bạn bè cùng dọn dẹp không gian sống với nhau để giảm áp lực trước một núi đồ đạc bạn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu chưa quen với việc thải độc bằng các thực phẩm tự nhiên, hãy bắt đầu bằng các loại trà, thực phẩm chức năng tiện lợi. Bất cứ việc gì, mình cũng tin rằng mỗi ngày một chút, chỉ một chút thôi là tốt lắm rồi. Trước khi chuyện trò về dọn dẹp tâm trí, mình muốn chia sẻ về cấu trúc năng lượng 4 tầng. Thân gắn với thể phách, tâm, trí và tâm linh. Thực ra chúng ta có 7 tầng, nhưng 4 tầng này là gần với cơ thể nhất và cần quan tâm nhất. Thể phách là nơi lưu giữ các vấn đề biểu hiện rõ trên thân như sự nặng nề, bệnh tật. Trong khi đó, tâm thì thể hiện cảm xúc lưu giữ cảm xúc và các ký ức đi kèm. Chúng ta nhớ về một bài hát, một sự kiện thường sẽ kèm theo với cảm nhận về bài hát và sự kiện đó. Thể trí lưu giữ thế giới quan, niềm tin, quan điểm của chúng ta về cuộc sống. Đó có thể là những quy tắc mà ta đã vạch ra cho chính mình, là tôn giáo mà chúng ta tin tưởng, là tư duy giải quyết vấn đề của ta. Thể vía, tâm linh thì phát triển độc lập hơn. Đó là nơi những vấn đề nghiệp quả của linh hồn mà ở đây mình sẽ không nhắc đến nhiều. Khi cả bốn thể này bị tắc nghẽn, bạn sẽ cảm thấy chênh vênh, khó ổn định cảm xúc và mờ mịt. Giống như một cốc nước để lâu ngày bị vẩn đục, bạn cần đổ hết nước trong cốc ra, làm sạch rồi mới có thể rót cốc nước mới vào. Nếu không, dù có đổ Aquafina vào chiếc cốc vẩn đục đó thì vẫn là một cốc nước bẩn. Việc dọn dẹp giúp chúng ta thanh lọc mình để dành chỗ đón những điều tốt đẹp hơn nhưng dòng nước sạch hơn. Chúng ta thường giảm đồ độc hại nạp vào cơ thể bằng cách tối giản gia vị, không chiên xào, ăn đồ tươi, toàn phần. Khi thanh lọc tâm trạng cũng vậy, bất kỳ lời nói, tin tức, hành động nào chúng ta tiếp nhận, hãy chỉ tiếp nhận với sự nguyên bản nhất mà không xào nấu, không thêm nếm, không vơ vấn đề hoặc câu chuyện đó vào hoàn cảnh của mình. Giữ cho mình sự trung dung độc lập, nếu đã lỡ xào nấu, thêm nếm quá tay, hãy uống nhiều nước để thanh lọc. Uống nhiều nước ở đây là cách mà chúng ta ngồi lại, quan sát về sự kiện đó, hình dung nước cuốn trôi những cảm xúc mà chúng ta đã nêm vào thời khắc đó, hoặc trải nghiệm lại một lần nữa ký ức đó và thay đổi những kết luận không phù hợp với chúng. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, mỗi khi nhắm mắt, mọi thứ trong ta đều bung ra, mọi dòng chảy ồ ạt kéo về. Vì vậy, chỉ cần nhắm mắt, tĩnh lặng vài giây, bạn sẽ đối diện với những ký ức và cảm xúc cũ, để rồi lựa chọn bình an với chúng. Bạn có thể giúp đỡ,
an ủi, lắng nghe nỗi sợ của bạn bè, người quen. Nhưng đừng vơ mọi chuyện vào mình, đừng cho rằng mình có trách nhiệm phải xử lý nỗi sợ đó. Đừng lo lắng, nếu mình cũng như vậy thì sao? Có nhiều nỗi sợ không xảy ra vì bạn đã trải nghiệm điều tương tự. Chúng xảy ra khi bạn tiếp nhận nhiều thông tin drama. Hóng drama rất vui, nhưng nó cũng giống như ăn xiên bẩn. Nó độc, nhưng nó ngon và thu hút. Nếu không tránh được, thì cũng nên hóng một cách tỉnh thức, rằng chúng không liên quan đến mình. Giống như ăn vào miệng nhai lấy vị, rồi vội vã nhổ ra. Và đôi khi, bạn gán cho tình huống nào đó, câu chuyện nào đó một ý nghĩa. Ý nghĩa sẽ giúp chúng sống dai hơn trong tâm trí bạn. Đó là một điều tốt để yêu đời hơn, nhưng chưa phải là bản chất. Câu chuyện đôi khi là câu chuyện, trải nghiệm chỉ là trải nghiệm thôi. Hành trình đơn giản là tận hưởng phút giây hiện tại, chứ không phải là lưu giữ. Tập nhìn mọi thứ như nó vốn là khoảnh khắc đó, quan sát tách rời sẽ giúp bạn vừa tiếp nạp, vừa làm sạch tâm trí cùng lúc. Bạn có thể vừa giữ niềm tin của mình vào một vấn đề, vừa tỉnh thức quan sát niềm tin đó đang điều khiển mình ra sao để kịp thời can thiệp. Đừng bao giờ cãi nhau với tâm trí vì chúng sẽ lôi ra rất nhiều lý lẽ khiến bạn chịu thua. Hãy chỉ quan sát chúng thôi và rồi chúng sẽ bớt om sòm. Bonus. Về mặt năng lượng, mình cũng muốn chia sẻ một chút về hình thức thanh tẩy. Đừng xem nó như một hình thức tâm linh cao siêu, nó đơn giản cũng là làm sạch thôi. Thanh tẩy, catharsis hay là cleanse là phương pháp đã tồn tại hàng ngàn năm qua các thời kỳ khác nhau. Khi nói về thanh tẩy, có thể một số người cảm thấy e ngại nó như một nghi thức tâm linh cao siêu, u ám. Nhưng mà thực tế hàng ngày hoặc trong một vài dịp đặc biệt, chúng ta vẫn thực hành thanh tẩy như một phần trong cuộc sống. Lấy ví dụ đơn giản là tập tục tắm mùi già vào các ngày cuối năm của Việt Nam. Xông lá thơm như là hương nhu, tía tô, bạch đàn khi cảm cúm. Cạo gió bằng thìa bạc hay gần đây là xu hướng sử dụng lá xô thơm, nến, tinh dầu xông phòng. Về bản chất cũng là những nghi thức thanh tẩy mà thôi. Nguyên lý cơ bản của thanh tẩy vốn là việc dùng các thành phần thuần khiết, pure elements, để lọc bỏ những thành phần bẩn nhiễu, độc tố, không phù hợp với rung động tần số cao. Để thanh tẩy chúng, ta thường dùng 4 nguyên tố, đó là đất, bao gồm đá tự nhiên, cây cối hoặc là núi đất. Nguyên tố thứ hai đó là lửa, như là nến thơm, hơi lửa khói lá sausage, gỗ chắc, palo santo, v.v. Nguyên tố thứ ba đó là khí, khí công, thiền xả, thiền quán hơi thở, v.v. Và nguyên tố cuối cùng là nước, nước tinh khiết, sông suối, ao hồ hoặc là phương pháp cốc nước tích cực. Lễ rửa tội hoặc té nước của Lào là một trong những hình thức thanh tẩy bằng nước, trong khi việc thắp hương, giải muối vào ngày rằm tháng 7 của mình cũng theo nguyên lý tương tự. Thanh tẩy giúp chúng ta nhẹ nhõm, thư thái và có cảm giác tươi mới tích cực như là chút được những gánh nặng. Không nhất thiết phải chờ đến cuối ngày, tháng, năm. Bất cứ lúc nào cảm thấy tắc nghẽn, bí bách hoặc nặng nề, bạn đều có thể thanh tẩy bằng một hoặc một số phương pháp phù hợp. Sau khi thanh tẩy, đừng quên nạp vào những năng lượng tích cực là được nhé. Các phương pháp thanh tẩy dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả cao. Việc thanh tẩy sẽ diễn ra tốt nhất khi bạn có kiến thức nền vững chắc về năng lượng cũng như gặp được người hỗ trợ phù hợp. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tự thanh tẩy với các phương pháp đơn giản sau. Thanh tẩy với nguyên tố lửa. Xông nhà, cơ thể bằng khói của nến thơm xả chanh, cam quế. Hoặc tốt hơn là xông nhà bằng khói của lá xô thơm, gỗ chắc xanh, trầm. Thực hiện nghi thức buông bỏ, burning ritual, có thể chia sẻ một lần hoặc bạn search lại trên Google, có rất nhiều hướng dẫn chi tiết. Thanh tẩy với nguyên tố khí. Dọn dẹp không gian sống, bỏ bớt các đồ đạc không cần thiết để tạo nhiều khoảng không thoáng đãng, dùng để thanh tẩy không gian. Có thể áp dụng phương pháp dọn dẹp của cô Con Mary. Đó là bỏ đi đồ không làm mình vui với sự biết ơn, chỉ giữ lại đồ làm mình vui hay dùng less is more. Thiền quan sát hơi thở, tập thở bụng, khí công dùng để thanh tẩy cơ thể. Hình dung khi hít vào năng lượng sống đang đi vào và lan tỏa trong cơ thể, khi đi ra là những khối khí đen đặc tượng trưng cho những âu lo, căng thẳng, tắc nghẽn. Sử dụng các loại tinh dầu khuếch tán có khả năng làm sạch như là sage, xả chanh, gừng, cam quế, v.v. Thanh tẩy với nguyên tố nước. Sử dụng nước tinh khiết, khởi ý niệm về những điều bạn muốn thanh tẩy hoặc mở nhạc 417Hz, tần số làm sạch năng lượng để lau dọn.
khi thanh tẩy không gian, uống, ngâm tắm, khi thanh tẩy cơ thể. Ngâm tắm, lau dọn bằng các nước nấu cùng, có hòa tan chiết xuất hoặc tinh dầu xả chanh, mùi già, lá xô thơm, gừng. Thanh tẩy với nguyên tố đất, thiên với đá tự nhiên nên là loại đá trong, màu trắng, sáng như thạch anh trong chẳng hạn. Thay đổi chế độ ăn có tính thải độc, detox với các thực phẩm thực vật mọc từ đất hữu cơ, sạch như là nước ép rau củ này, gia vị như gừng, mùi, húng, vân vân. Bạn có thể kết hợp một vài phương pháp trong số những điều kể trên tùy thuộc vào sở thích, cảm nhận, năng lượng. Ví dụ, nếu cảm thấy cảm xúc gần đây đang up and down vô cớ, trong khi đời sống hời hợt thiếu mục đích, động lực, bạn có thể sẽ cần kết hợp một chút giữa nguyên tố lửa và nước để giúp thanh tẩy và cân bằng lại. Hoặc bạn có thể vừa dọn nhà, vừa nghe âm thanh tần số cao, vừa xông phòng bằng hương xả chanh. Sau khi xả các năng lượng xấu, bạn có thể nạp năng lượng tích cực bằng cách nghe âm thanh tần số cao như là 639Hz, 852Hz hoặc 936Hz. Thiền tâm từ, metta, thiền cân bằng năng lượng hoặc dùng các hương liệu dịu nhẹ như nhài, oải hương, ngọc lan, hoàng lan, vân vân. Nếu bạn nào biết về Reiki thì cũng có thể Reiki cho chính mình, nơi mình sống và các nguyện ước của bản thân. Chúc bạn luôn sạch sẽ và an lành. Hy vọng rằng các bạn đã thích video vừa rồi. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy nhấn vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!